Vâng, xin chào tất cả các bạn và anh em đang theo dõi kênh YouTube, kênh Facebook và kênh TikTok của Hàng Nóng Công Thành Số. Trong buổi sáng ngày hôm nay, hai anh em tôi lại tiếp tục lên đường đi tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội để lắp một bộ dàn karaoke cho chú Thiện. Bộ dàn karaoke chú Thiện trong buổi sáng ngày hôm nay gồm có một đôi loa VA12 và kèm theo đó là một cục đẩy X22 Pro và một cặp mic không dây 321. Và trong bộ dàn karaoke có một cục súp Monster. Và xin mời tất cả các bạn và anh em cùng theo bước chân nhanh tôi để trải nghiệm bộ dàn karaoke trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, xin chào tất cả các bạn và anh em đã theo chân nhân tôi để trải nghiệm buổi dàn karaoke trong buổi sáng ngày hôm nay của bác Thiện ở tại ngõ 963 trên 2 đường 72 An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, đây bác đang dẫn anh em tôi vào trong nhà bác này. Xong một bộ dàn karaoke của bác đây, gồm đây một cục đẩy X22 Pro. Đấy, kèm theo đó là một đầu thu mic 321 với hai tay mic này. Và một đôi loa VA12. Và đây là một cục súp Monster. Rồi, xin mời tất cả các bạn hãy đợi một chút xíu để chúng ta cùng mở âm thanh và thưởng thức trong căn phòng của bác.